Tập 15. Tóm lại tôi phải xem xét lại cậu ấy. Hơi bị quá đáng rồi đó. Chuyện này có liên quan gì tới cô chứ? Cô ở đây oán than cái gì? Chắc anh chưa biết hả? Hợp đồng này của tôi còn một tháng là hết hạn. Thông báo đã gửi xuống. Sau khi hết hạn không tiếp tục duy trì, xem như hủy bỏ hợp đồng. Lâm Phi đã biết trước, tại sao không nói cho tôi biết? Anh tin không? Chỉ cần một câu của tôi, cậu ta cũng có thể phải cút khỏi công ty. Anh tưởng cậu ta tốt đẹp lắm sao? Cũng giả tạo thôi. Mẹ, Phi Phi về rồi hả? Ăn cơm chưa? Con không ăn. Lâm Cường đâu? Trong phòng đó. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Mẹ với ba con vừa chửi cho nó một trận xong, kêu nó đi tìm việc làm. Nó sống chết không chịu. Làm kỹ thuật điện thì có gì không tốt chứ? Ba con cũng làm kỹ thuật điện cả đời, có chết đói đâu. Phúc lợi xưởng điện cao, khi đó lẽ ra nên đến xưởng điện, giờ có muốn cũng không vào được. Thằng nhóc này cứ luôn nhìn ngó trên cao, không biết nó muốn làm gì. Ba con đâu? Sao ba con không ở nhà? Ở xưởng có hoạt động nên ba con đi tham gia rồi. Con coi Mao Na cũng vậy, suốt ngày cứ càm ràm không giữ được công việc. Mẹ không gọi thì con bé cũng không chịu dậy. Càm ràm có ích gì? Không có chút cảm giác gấp gáp gì. Chị à, chị về rồi hả? Mẹ qua kia chút, em có chuyện hỏi chị. Có phải Mao Na lại nhận thông báo gì không? Nói gì mà sắp hết hợp đồng, nếu không gia hạn thì coi như chấm dứt. Phải. Sao em biết? Mao Na gọi điện thoại nói với em. Nói gì mà ông chủ của hai chị đã đưa thông báo tới tay cô ấy rồi. Cô ấy rất giận, nói chị không ra làm sao. Sao lúc chị gặp mặt không nói trước cô ấy một tiếng? Chị muốn nói mà. Chị muốn mở miệng nói, nhưng không biết nói làm sao. Chị cũng đâu nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Không phải như vậy. Nếu chị nói cho cô ấy biết, có thể cô ấy sẽ không đi gặp sếp của hai chị, đúng không? Vậy thì thông báo sẽ không đến tay. Nghĩ cách xoay chuyển tình hình. Giờ chị làm vậy coi như hại cô ấy rồi. Sao con lại nói vậy chứ? Công việc nó không lo tốt thì liên quan gì tới chị con? Vốn dĩ thái độ công việc của nó không tốt. Thái độ gì chứ? Bản thân không giỏi rồi còn đổ lỗi người khác. Có chuyện gì lẽ ra nên tìm nguyên nhân ở bản thân trước. Sao hễ gặp chuyện gì cũng đổ lên đầu người khác? Mẹ đâu thể thiên vị chị con vậy được. Mao Na cũng là vợ chưa cưới của con. Phải, Mao Na là vợ chưa cưới của em. Chị đâu phải chị của em. Mẹ, khỏi cãi với nó. Tóm lại cái gì cũng là lỗi của con. Phi Phi, còn có ý gì hả? Có phải công việc Mao Na mà đắc tội với cả nhà luôn không? Còn có nói gì đâu, chứ hỏi thôi mà. Lâm Phi, sao lại là anh vậy? Xe mới mua hả? Phải, để tiện đi làm đó. Sao chưa nghe anh nhắc tới? Tiệm 4S tôi có người quen, có thể giảm giá cho anh mà. Hay là bao rửa xe một năm miễn phí? Sao cô không nói sớm? Cô coi lỗ hết một khoản lớn rồi. Thế nào, lái thử vài vòng không? Tôi hả? Làm gì biết lái xe? Tôi chưa từng học qua. Tôi mà lái xe trên đường là gia đình lo sốt gió luôn. Tại sao? Gia đình quản tôi nghiêm ngặt lắm. Đừng nói tới không được học lái xe. Nói anh nghe, lương mỗi tháng tôi đều phải nộp về nhà, trừ khi buổi tối tăng ca. Nếu không thì không được về nhà sau 10 giờ. Nghiêm khắc không? Vậy cô đang sống trong nước sôi lửa bỏng rồi. Gần như vậy. Có thể nhìn ra được. Gia đình cô quản cô rất nghiêm, không giống bọn tôi. Con cá lớn lên ở quê. Nhìn tôi đi, lúc nhỏ ra ngoài học đại học, sau đó lên thành phố làm việc. Ở đây vốn không ai quản thúc, muốn làm gì thì làm. Cho nên tôi cảm thấy tôi rất khâm phục anh. Thuộc kiểu người dám làm, rất thực tế. Biết sao giờ, hết cách rồi. Ở quê chính là vậy mà. Gánh nặng của gia đình cơ bản đều dồn hết lên vai con trai. Gia đình đặt hy vọng vào mình thì mình phải làm chút gì đó chứ. Không thể để gia đình thất vọng. Phải, tôi có thể hiểu được. Lưu Dương có tới tìm tôi, có thể nhìn ra được. Anh ta vô cùng để tâm tới cô. Sao chứ? Tôi và anh ấy không thể nào đâu. Mao Na bị cắt hợp đồng, chuyện này chắc anh chưa biết hả? Phải, sao vậy? Cậu có thể làm sao được chứ? Do nhu cầu công ty mà. Hôm nay tôi gọi anh ra là muốn nói chuyện với anh.
Chuyện tôi giúp anh vay tiền, đừng nhắc lại với người của công ty tôi. Nếu không, ngay cả tôi cũng không giữ được việc làm. Cô hai, cô nói với tôi bao nhiêu lần rồi, tôi cũng đâu phải con nít 3 tuổi. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, yên tâm. Anh có biết tại sao tôi lại giúp anh không? Tại sao? Vì tôi cảm thấy anh có trách nhiệm, hơn nữa rất hiếu thảo. Đừng tân bốc tôi như vậy. Thật đó, không phải đang tân bốc anh đâu. Nếu một người đàn ông, ngay cả cha mẹ, anh chị em của mình cũng không quan tâm chăm sóc, anh nghĩ người đó có tính trách nhiệm không? Chắc chắn không rồi. Có lý. Dì Út, con về rồi hả? Sao rồi? Không phải con tới nhà ba con sao? Thì đó, dì coi, con mang biết bao nhiêu quần áo để làm hài lòng Đỗ Thục Bình, không để mặc chút nào. Con vừa bước vào cửa, bà ta đã biết mục đích con tới là gì. Con còn chưa mở miệng nói gì, bà ta liền biết con lợi dụng bà ta. Đỗ Thục Bình này khó đối phó quá. Con vốn dĩ đi là có mục đích mà. Sao hả? Mượn được tiền chưa? Mượn tiền gì chứ? Đụng trúng cái mũi đầy bụi. Con cũng muốn giúp mà, cũng vì thiếu tiền thôi. Dì đã sớm biết rồi, con sẽ không mượn được tiền đâu. Không sao, dì đã đi tìm Đinh Vĩ rồi. Nó đồng ý cho chúng ta 100.000 tệ. 100.000 sao? Thật hả? Phải. Dì Út thấy chưa, trong lòng Đinh Vĩ vẫn còn có con. Có gì mà có. Điều kiện mà nó đưa ra có thể làm con tức chết. Điều kiện gì? Nó hy vọng con ra cái giá, chuyển toàn bộ tài sản sang cho nó đứng tên. Dì nghĩ vì 100.000 tệ, dì đành nhịn. Cũng không biết có phải nó thật sự có người phụ nữ khác bên ngoài hay không nữa. Nó muốn đuổi con đi. Dì Út, vì 100.000 tệ mà dì nhịn. Dì có còn là dì Út của con không? Con phát hiện dì cũng là loại người điển hình mù quáng về tiền bạc. Muốn con ra giá đúng không? Anh ta dám. Con đi tìm anh ta. Nhã Lệ, con muốn đi đâu? Về rồi hả? Đang chuẩn bị đi đón em. Đón gì? Anh sợ em nghĩ không thông nhảy lầu hả? Không có. Em nói anh biết, em không ngu xuẩn gì đâu. Em là kiểu người can đảm hơn sau mỗi lần thất bại. Em ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó. Phải, phải liều mới thắng. Chỉ là công việc thôi mà. Không có thì đi tìm việc khác. Dì à, câu này dì nói nghe nhẹ nhàng quá. Phải, chuyện này không dính đến Lâm Phi nhà dì. Đương nhiên dì thấy bình thường rồi. Sao cứ nghĩ dì như vậy chứ? Tụi con không có việc làm, dì vui lắm sao? Dì hy vọng hai tụi con làm tốt. Dì hy vọng tụi con đều làm tốt sao? Chứ cần Lâm Phi tốt thì dì vui. Còn với Lâm Cường có ra được ăn xin dì cũng mặc kệ, đúng không? Mau nà, còn đúng là nhỏ mọn mà. Nhìn đi, nhìn coi gì giặt đồ của ai. Nhìn đi, vì không thiên vị một ai hết. Vậy con phải cảm ơn gì rồi. Thế này đi, để bày tỏ lòng biết ơn của con đối với gì. Con nói cho gì biết một chuyện mà gì không nghĩ tới. Chuyện gì? Liên quan đến Lâm Phi nhà gì? Mau na, mệt mỏi cả ngày rồi, chúng ta đi tắm chuẩn bị ăn cơm thôi. Anh tránh ra, còn để cho nó nói. Mau nói gì nghe, sao vậy? Liên quan gì tới anh chứ, em muốn nói thì nói. Dì à, chắc dì vẫn chưa biết. Phi Phi nhà dì làm giả. Cô ta giúp Đinh Vĩ lừa đảo tiền vay. Dì không biết sao? Cái chuyện này sao? Chuyện là thế nào? Lâm Cường sao không cho nó nói? Còn mau nói cho dì nghe chuyện là thế nào. Lưu Dương, Lâm Phi, bộ em điên rồi hả? Chuyện Đinh Vĩ vay tiền mà em dám giúp anh ta làm giả. Ai nói với anh vậy? Còn cần phải hỏi sao? Mau nà đó. Em có biết căn nhà kia có một nửa của vợ cũ anh ta không?
Mấy chuyện này em đều biết. Chuyện công việc tự em sẽ xử lý tốt, không liên quan tới anh. Được. Vậy anh nói chuyện liên quan tới anh. Sếp của em quyết định không thuê anh nữa, có phải liên quan tới em không? Phải. Có liên quan. Là em không muốn làm chung với anh. Sao em tuyệt tình vậy chứ? Lưu Dương, sao anh không hiểu vậy? Anh ở nước ngoài đang làm việc tốt, cũng đâu phải công ty của anh giải thể. Cũng không phải anh không làm tốt ở công ty cũ, sao phải đổi việc? Em biết anh muốn gần em hơn một chút, nhưng em không muốn. Nếu đã chia tay rồi, làm bạn không phải tốt hơn sao? Lâm Phi, anh cũng không hiểu nổi. Em có thể nói sự thật cho anh biết không? Em đã yêu anh ta từ khi nào? Yêu Đinh Vĩ từ khi nào? Lẽ nào do trước đó hai người quá thân thiết chứ? Sao anh rơi xuống hố xong không thoát ra được vậy? Không phải em đã nói với anh sao? Em không phải loại người bắt cá hai tay. Anh cứ tự sỉ nhục bản thân mình như vậy, em cũng hết cách. Em không cần trả lời câu hỏi này của anh. Anh không muốn buông tay, em lẽ nào không nhìn ra sao? Sao lòng dạ em sắt đá quá, em không thay đổi được vậy? Anh nói em nghe, thái độ của mẹ anh là của mẹ anh chứ không phải anh. Anh có thể cứng rắn với mẹ anh, anh là con ruột bãi, em có thể sao? Em cũng không muốn làm vậy với bà ấy. Anh để em sống cuộc sống bình yên đi. David, Đinh Vĩ, chào anh. Chào anh. Chuyện làm ăn sao rồi? Vẫn ổn, hiện đang phát triển khá thuận lợi. Cảm ơn anh ủng hộ. Có sự ủng hộ của anh, công ty tôi mới có được ngày hôm nay. Đinh Vĩ, đừng khách sáo. Tôi vui vì giúp được anh. Thời buổi này làm ăn nhiều nguy hiểm, cho nên tôi đầu tư luôn rất thận trọng. Thực tế thì nếu không có sự giúp đỡ của Lâm Phi, tôi cũng nghĩ chuyện này không thể nào. David, có chuyện này tôi muốn trao đổi với anh, không biết có tiện không? Được chứ, sao vậy? Thế này đi, tới văn phòng anh đi. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Được, đi thôi. Mau na, anh nói với em rồi mà. Chuyện này đừng nói với mẹ anh. Chị anh mà biết chắc chắn sẽ rất giận. Hung dữ gì chứ? Sao hả? Cô ta không thể nói sao? Chị anh thì hay rồi. Anh coi cô ta đối xử với em thế nào. Không muốn giúp em, sợ lãnh đạo có ấn tượng xấu, ảnh hưởng tới tiền đồ của cô ta, đúng không? Em nói anh biết. Thời khắc quan trọng ai mà không nghĩ cho bản thân mình. Điều này em hiểu chứ. Bớt tranh cãi với em đi. Em lại vậy nữa rồi. Anh hướng về ai lẽ nào em không hiểu sao? Chuyện công việc của em có thể từ từ nghĩ cách mà. Nghĩ cách gì? Em chỉ còn một tháng là hết hợp đồng rồi. Đã có thư thông báo. Hết một tháng em phải cút khỏi công ty. Nghĩ cách gì? Được, nghĩ cách, em nghĩ xong rồi. Hai chúng ta nhanh chóng kết hôn, mau chóng có con, sinh con. Em không tin em không giữ được công việc này. Em điên rồi hả? Anh nói em biết, hiện giờ anh chưa muốn có con. Sao anh không muốn có con? Kết hôn thì phải có con chứ. Em yêu. Anh muốn trải qua thế giới hai người. Hiện giờ anh thấy chưa đủ mà. Đừng ép anh được không? Anh cứ coi như là vì em đi. Cũng phải có đứa con chứ. Tóm lại, không muốn cũng phải muốn. Được. Vậy em tự có đi. Anh không muốn. Em muốn. Anh không muốn. Muốn. Không muốn. Muốn. Không muốn. Muốn. Làm gì vậy hả? Chị làm gì vậy? Có phải đang nghĩ cách làm sao để biến thành Phượng Hoàng không? Chị nói cậu thật lòng xem. Chị muốn xoán ngôi đúng không? Muốn làm chủ luôn phải không? Cô im miệng đi được không? Nhìn dáng vẻ của cô, tôi thật sự muốn dán miệng cô lại. Vừa mở cửa cô làm gì rầm rầm vậy? Cửa hư cô đền nha. Để cho cô sửa. Sao tôi phải sửa?
để Đinh Vĩ sửa, để ba của con tôi sửa. Anh ấy đâu? Không ở đây. Tại cô, công ty dự định mua một chiếc xe tải, rốt cuộc không mua được. Phút cuối Đinh Vĩ mới nói mua không được, số tiền còn lại giúp các người mở tiệm thời trang. Tốn bao nhiêu tiền, nó còn đối xử với các người như vậy. Trong lòng không tính toán. Chút tiền đó có là gì? Lúc chúng tôi mới bắt đầu kết hôn, chị đỡ nhà chúng tôi, ăn của nhà tôi, xài của nhà tôi. Tôi có lấy tiền của chị chưa? Mặc dù giờ chúng tôi ly hôn, nhưng căn nhà kia có một nửa của tôi. Chị còn đang chiếm đó. Chị nói xem chị có tư cách gì biểu dương bản thân. Gì mà biểu dương bản thân chứ? Nhã Lệ, sao con nhanh quá vậy? Dì đuổi theo sao con nãy giờ mà cũng không kịp. Bà sói lại tới rồi. Bà sói? Ở đâu có bà sói vậy? Chính là dì đó. Vừa nhìn thấy dì là tôi nhớ ngay tới bà sói. Dì lại tới gây rối gì đây? Cô à, hôm nay tôi không phải tới gây rối đâu. Coi cô đó, mặc dù cô là người nuôi cá, nhưng làm ở công ty Đinh Vĩ, dù gì cũng thuộc hàng sếp, đúng không? Cô có từng thấy người sếp nào lúc nói năng còn thô lỗ hơn cô không? Ai nói năng thô lỗ? Bộ tôi thô lỗ lắm sao? Bắt đầu từ bây giờ, cô phải luôn chú ý tới lời nói hành động của mình. Chuyện này phải học hỏi Nhã Lệ nhà tôi nhiều hơn. Lúc bước đi, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực. Ngực. Cổ lúc nào cũng phải thẳng, eo cũng phải luôn thẳng lên. Nhìn thấy chưa? Eo. Dì Út, con sai rồi. Chị ta làm gì có eo? Chị có cái bụng mỡ thôi. Xin lỗi cô nha. Xin lỗi. Đi đứng, nói xong rồi. Nhắc đến phần ngồi. Lúc ngồi, chân phải duỗi ra cho dài. Càng dài càng đẹp. Chúng tôi mở tiệm thời trang, hiểu rất rõ thế nào gọi là nét đẹp. Điểm này cô nhất định phải học hỏi Nhã Lệ nhà tôi đó. Cô khiến chúng tôi mất mặt cũng không sao. Chúng tôi sẽ không so đo với cô. Nhưng mà lỡ cô làm mất mặt Tiểu Vĩ nhà cô, vậy thì không được hay cho lắm. Dì Út, chị ta học gì chứ? Một số người tưởng mình mặc áo cổ trắng đã được xếp vào hàng sếp rồi. Được rồi, đừng ra vẻ nữa. Sao tôi giống hai người? Suốt ngày giống y như yêu tinh, dáng vẻ chết tiệt, còn buôn bán thời trang. Tôi thấy hai người chỉ bán đồ cũ thôi. Tôi là cổ trắng đó thì sao? Dì Út, tuyệt quá. Con yêu dì quá đi. Dì nói con nghe, sau này mấy chuyện này nhất định phải học hỏi dì Út. Gặp chuyện thì bản thân không được tức giận, phải chọc tức người ta mới coi là người có bản lĩnh. Mẹ, Phi Phi, qua đây mẹ nói chuyện với con. Mau Na đâu, có về chưa? Nó không về thì đi đâu? Phòng nó ở đã trả rồi, có thể đi đâu được chứ? Mẹ, con chỉ hỏi thôi mà. Sao vậy? Mẹ giận con hả? Mẹ có thể không giận sao? Lưu Dương muốn nhảy việc mà không được, có phải con nhúng tay vào không? Tâm trạng của con mẹ có thể hiểu. Con nhúng tay gì chứ? Con chỉ nói quan hệ của tụi con cho sếp biết thôi. Lưu Dương anh ta cũng đâu quan tâm công việc này. Anh ấy làm ở công ty nước ngoài, kiếm được tiền cũng ngang ngửa con. Ngược lại, con còn nói giúp Mao Na, còn nói với sếp, nếu công ty tuyển người mới, sao không tuyển cậu ấy? Chuyện nên nói, nên làm con làm hết rồi. Rốt cuộc mọi người còn muốn con sao nữa đây? Rồi rồi, sếp còn đánh giá cao góp ý của con thì mẹ rất vui. Chuyện của Đinh Vĩ là sao? Sao con có thể giúp cậu ta làm giả vay tiền chứ? Con làm gì? Con đừng tưởng mẹ không biết. Căn nhà kia của Đinh Vĩ được đứng tên của cậu ta và vợ cũ. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ căn nhà kia có một nửa là của vợ cũ. Bây giờ thế chấp căn nhà đó, lúc ký hợp đồng vợ cũ cậu ta có biết không? Lỡ không trả được, chuyện này mà lộ ra ngoài con phải chịu trách nhiệm. Được rồi mẹ, không có nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu. Chắc chắn anh ấy trả được.
Sao con khẳng định rõ vậy? Ai nói với con làm ăn không thua lỗ chứ? Con ngốc vừa thôi. Phải đó dì, dì nói quá đúng. Con rất ủng hộ dì. Con nói dì nghe. Lâm Phi suy nghĩ quá đơn giản, quá tin người. Con nói xem, sao cậu biết anh ta có trả được khoản tiền vay hay không? Sao cậu đảm bảo được chứ? Thảm họa tự nhiên và nhân tạo xảy ra bất cứ lúc nào. Lỡ như ngày nào đó có trận đại hồng thủy, cá bị cuốn trôi hết, lúc đó công việc của cậu cũng không giữ nổi. Mau Na, sao cậu cứ thích gây rối vậy? Có phải rất hận mình không? Uổng công mình coi cậu là bạn, đúng là nhìn lầm người. Dì coi đi, tính tình kỳ quá. Không sao, con cũng vì tốt cho cậu ấy mà. Dì coi cậu ấy không hiểu, thật ra con đã sớm phản đối rồi. Bỏ đi, con cũng không cần nói nữa. Mọi người trong nhà này đều hiểu họ đang nghĩ gì. Đủ ích kỷ rồi. Mình em lặt đậu que hả? Đi anh giúp em. Sao vậy? Sao hả? Anh nói sao là sao? Giả vờ hồ đồ gì đây? Em không tin anh không nghe thấy. Trong gia đình này anh có tác dụng gì chứ? Đồ vô dụng. Mau Na, tôi thực sự không muốn hẹn anh. Gọi điện thoại hỏi là được rồi. Nhưng sau đó tôi nghĩ tốt hơn nên gặp một lần. Gặp mặt dễ dàng nói rõ mọi chuyện. Không sao, có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Tại sao anh phải lợi dụng cô ấy? Như vậy là đang hại cô ấy. Anh có thể nói rõ hơn chút không? Tôi lợi dụng ai? Còn có thể là ai? Lâm Phi đó. Nghe nói anh thế chấp vay tiền, anh nhờ cô ấy giúp anh làm giả. Căn nhà kia có phải vốn có tên của vợ cũ anh không? Căn nhà đó hai người mỗi người một nửa. Rốt cuộc anh giấu vợ cũ đem thế chấp vay tiền. Lỡ như anh không trả được, lỡ như vợ cũ anh biết chuyện làm ầm lên, anh không phải hại Lâm Phi là gì chứ? Anh nghe ai nói vậy? Không cần biết tôi nghe ai nói. Tôi nói không sai chứ? Anh nói sai rồi. Đầu tiên chuyện này anh suy nghĩ quá phức tạp. Tôi chưa từng có suy nghĩ hại ai hay lợi dụng ai. Chuyện vay tiền tôi đã từng nói rõ. Nếu xảy ra bất cứ sai sót gì sẽ do một mình Đinh Vĩ tôi chịu trách nhiệm. Chuyện này tôi sẽ không để liên lụy bất cứ ai. Cho nên khi nãy tôi đã có nói chuyện với sếp của Lâm Phi. Khoản vay này tôi nhất định sẽ hoàn trả đúng thời hạn. Cho nên về mặt này sẽ không có bất cứ sai sót gì. Cho dù là vậy, hôm nay tôi tìm anh không phải chỉ có chuyện này, là cách làm của anh. Bây giờ đủ thấy giữa anh và vợ cũ vẫn còn vướng mắc rất nhiều vấn đề. Quan hệ giữa anh và vợ cũ vẫn chưa giải quyết xong. Anh dựa vào đâu yêu Lâm Phi? Anh có tư cách gì? Anh có tư cách sao? Anh có tư cách chất vấn tôi sao? Lưu Dương, trước giờ tôi chưa từng cho rằng tình yêu là có thể dựa vào tranh giành để có. Nếu anh yêu cô ấy, anh thật sự thích quan tâm cô ấy, vậy anh nên đi tìm cô ấy. Chứ không phải hùng hổ tức giận chạy đến trước mặt tôi, chất vấn tôi, không phải sao? Tạm biệt. Đinh Vĩ, tôi chỉ không hy vọng hai người có qua lại, tôi không có ý gì khác. Tôi cũng không có ý gì khác. Nhã Lệ, trời tối rồi, hay chúng ta về đi. Dì Út, dì thấy chưa? Đinh Vĩ này vốn không nghe máy của con. Dì có tin không? Giờ chắc chắn anh ta đang bên cạnh Lâm Phi, không tiện nghe điện thoại. Con còn không biết xấu hổ nói người ta. Bản thân con có chỗ nào tốt? Không phải con cũng yêu đương qua mạng gì đó sao? Yêu qua mạng thì sao? Trên mạng là thế giới ảo, cũng đâu phải chuyện xảy ra trong hiện thực. Thế giới ảo? Sao còn bị gạt tiền? Thì con cũng nhất thời hồ đồ mà.
vì có thể đảm bảo Đinh Vĩ cẩn thận đến mức nào. Mỗi ngày anh ta làm ăn bên ngoài rất nhiều, biết bao cám dỗ, anh ta có thể từ chối sao? Đàn ông mà, sau ba ly rượu là không còn là chính mình nữa. Đợi khi tỉnh rượu thì trở lại vai trò một người chồng, một người cha tốt. Không bắt được thì thôi. Nếu mà bắt được anh ta sẽ khóc lóc la hét kêu oan, nói bản thân chung thủy với dì đến cỡ nào, dì tin không? Nhã Lệ, sao giờ con nói chuyện ngày càng không ra làm sao? Còn có cậu muốn tái hợp với Đinh Vĩ không? Con chỉ nói thôi mà. Con còn có thể giữ được anh ta sao? Chuyện gì đây? Hai người ngồi lì đi hả? Tới giờ tan làm rồi tôi phải khóa cửa. Chị về trước đi. Đem sổ sách của công ty ra đây cho tôi coi thử. Đem sổ sách của công ty cho cô xem. Cô là gì sao tôi phải đem ra cho cô coi? Công ty này có liên quan gì tới cô? Sao lại không chứ? Con gái của tôi sau này sẽ là người kế thừa hợp pháp của công ty này. Vậy còn tôi? Giờ tôi đang nghi ngờ chồng cũ lúc ly hôn với tôi che giấu tài sản. Chị nói xem có liên quan không? Cô ăn nói kiểu gì vậy? Công ty này vay tiền từ người khác lập ra mà. Dù có mượn hay không thì chị cũng đâu chứng minh gì với tôi. Nghi ngờ của tôi là bình thường mà. Tôi phát hiện đầu óc cô toàn suy nghĩ lung tung. Tôi lười nói với hai người. Lát cô đi thì nhớ đóng cửa, không thèm thấy hai người. Nhã Lệ, dì khâm phục con. Dì mà người thừa kế công ty cũng nói được. Dì Út, con không có nói giỡn đâu. Con cảm thấy số tiền họ lập công ty rất kỳ lạ. Dì nghĩ đi, họ cứ nói là vay, nhưng số tiền lớn vậy ai có thể cho vay? Cho dù là vay, có gì mà không nói được với con chứ? Sao cứ phải che giấu vậy? Con nói cũng có lý. Có khi nào là quỷ đen của Đinh Vĩ chưa từng nói con nghe không? Có thể lắm. Nên nhất định con sẽ không bỏ qua. Phải tra rõ ràng. Dạ, con biết rồi. Được rồi. Dì cúp vậy đi. Con cúp nha. Làm gì vậy? Ai vậy? Mẹ của Lưu Dương. Gọi điện thoại hỏi chuyện Lưu Dương đổi việc. Bảy không đồng ý hả? Thật ra con cũng cảm thấy rất ngại. Gì chứ, tụi con đã chia tay rồi, gần gũi như vậy làm gì? Phi Phi, lúc nãy mẹ la con, đừng giận mẹ. Mẹ thật sự lo lắng. Con nói xem con đã làm chuyện gì, thế chấp vay tiền còn dám làm giả. Đinh Vĩ là ai? Hai đứa con có quan hệ gì? Mạo hiểm lớn như vậy, con không cần tương lai nữa sao? Mẹ à, chuyện này không có nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu. Con cũng đâu phải con nít 3 tuổi, chuyện gì con đã suy nghĩ kỹ rồi. Suy nghĩ kỹ gì chứ? Đừng trách mẹ nói khó nghe. Đinh Vĩ và vợ cũ anh ta chưa dứt sạch quan hệ. Hai người họ đã ly hôn, sao nhà vẫn còn để tên của vợ cũ cậu ta? Chuyện thế chấp lớn vậy mà không nói vợ cũ. Chắc chắn con người này có vấn đề. Là vấn đề mà bản thân con còn không biết rõ. Con nói với mẹ rồi, căn nhà đó là của Đinh Vĩ, vợ cũ của anh ta từ bỏ rồi. Chứ là hai người họ vẫn chưa có thời gian hoàn tất thủ tục. Đinh Vĩ cũng vì nghĩ người phụ nữ kia là mẹ của con gái anh ấy không muốn làm căng thẳng mối quan hệ thôi. Vậy thì càng kỳ lạ hơn. Hai người họ sống hòa bình vậy, chuyện vay tiền lớn vậy, sao không nói cho vợ cũ một tiếng? Làm khó con làm gì? Con kêu con làm giả. Được rồi, có một câu mày cứ nói hoài, đúng là phiền chết đi được. Chuyện có gì to tát đâu. Không nói nữa. Một câu thôi, mẹ nói con nghe. Đinh Vĩ này không xứng với con. Mẹ không đồng ý. Con về rồi. Mẹ vừa gọi điện thoại cho Lâm Phi. Không đổi việc thành công hả? Mẹ ở đây thì con nhảy việc thành công sao được? Cũng tại mẹ ở phía sau giở trò còn gì. Lần này mẹ vui chưa? Sao lại nói vậy? Đừng hiểu lầm. Mẹ không chỉ đơn giản vì chuyện của Lâm Phi. Mẹ hoàn toàn suy nghĩ cho tương lai của con. Sau này con cứ yên tâm làm ở công ty nước ngoài. Công ty Fortune 500 tốt như vậy, không thể bỏ lỡ. Nếu con có cơ hội đến tổng bộ ở nước ngoài làm việc, càng tốt hơn. Có chi nhánh trên cả thế giới, tương lai rộng mở. Không phải tốt mà con đâm đầu vào công ty Lâm Phi sao?
Mẹ con nhìn xa trông rộng, giúp con vẽ đường sẵn hết rồi. Đừng không biết tốt xấu. Con xin mẹ đó, mẹ đừng đặt hết tâm tư của mẹ vào con được không? Mẹ chỉ có mình con. Mẹ không đặt hết vào con thì đặt vào ai? Lẽ nào đặt vào Tiêu Nhất Thủy? Người ta còn có con gái ruột của mình. Hai mẹ con ta mới là một lòng. Chú Tiêu về rồi. Mẹ con nói một lòng với ai vậy? Có phải với chú không? Đương nhiên rồi. Tôi một lòng với con trai tôi. Ông một lòng với con gái ông. Không phải đi thăm nó sao? Sao về rồi? Tôi lấy gì đi thăm chứ? Tôi chỉ muốn mời nó ăn bữa ngon thì mới moi được tiền. Bà coi, lần nào tôi đi thăm nó mà không bị dì Út nó chửi cho một trận. Người làm cha như tôi đúng là quá thất bại. Tôi bàn với bà một chuyện. Tiền của nhà chúng ta từ giờ bà cất vô ngăn kéo đi, đừng nhét vào xương sườn của bà được không? Nhà chúng ta có 300 ngàn mà, dù cho chia tôi 1% cũng được, 0.5 cũng được. Tiểu Nhất Thủy, ông không biết tôn chỉ của tôi sao? Con cái lớn hết rồi, tự lực cánh sinh, có thể phấn đấu đến mức độ nào thì sẽ trải qua cuộc sống cỡ đó. Cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa. Sao cứ phải ngửa tay xin tiền? Có khác gì với ăn xin đâu. Trừ phi đối phương là cha mẹ, cũng không nên làm vậy. Đều là người khỏe mạnh, chúng ta cũng phải trải qua thời gian phấn đấu mà. Sao tới lượt tụi nó thì không làm được? Tôi cũng có yêu cầu như vậy với con trai tôi. Đối với con gái ông cũng vậy. Tôi đối xử công bằng. Ông chưa ăn cơm đúng không? Tôi đi nấu cho ông. Đúng là một người quang minh lỗi lạc, đối xử công bằng. Sao vậy? Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Có thể nói điện thoại. Tôi chỉ là muốn tìm lý do thôi, để hai chúng ta gặp nhau. Anh cũng thẳng thắn lắm. Còn gì thẳng thắn hơn chứ? Hôm nay tôi nói thẳng hết chuyện vay tiền với sếp của cô rồi. Khoan kích động, nghe tôi nói hết. Tôi nghĩ bản thân tự nói vẫn tốt hơn bị người khác vạch trần. Giờ công ty cô đang sa thải nhân viên, tôi không muốn vì chuyện này mà liên lụy cô. Lỡ như xảy ra chuyện gì, một mình Đinh Vĩ tôi chịu. Anh cũng đâu cần nói với sếp. Chuyện này nghiêm trọng vậy sao? Vậy đâu được, cô cứ suốt ngày kêu ca phàn nàn, trong lòng tôi không thể chịu nổi. Tôi là phụ nữ, tôi càm ràm vài câu là bình thường mà. Tôi là đàn ông thì sao? Đàn ông nghiêm túc. Ai vậy? Chào Mau Na, Đinh Vĩ đi mà. Tôi đang muốn tìm anh, có chuyện cần nói với anh. Được, cô nói đi. Lâm Cường nhà chúng tôi nhận chút lương ở công ty anh thì sao? Thì không nỡ tới vậy hả? Chị dâu anh còn kêu anh ấy đi bán báo, vậy mà cũng nghĩ ra được. Chuyện này hoàn toàn là sự hiểu lầm, tôi biết rồi. Không sao, đừng để trong lòng. Không phải, chờ chút đã. Gì chứ? Sao Lâm Cường lại nhận lương ở công ty anh? Là ý của ai vậy? Tôi thấy rồi nha. Phải, là ý của tôi. Không sai, là tôi đồng ý không liên quan cô ấy. Đúng, lấy chút lương thì sao? Hai người tiếp tục phát triển. Sau này là chị và anh rể của bọn tôi rồi, đúng không? Cậu nói gì vậy? Được rồi, chúng ta về thôi. Mình có chuyện cần nói với cậu. Phải, cô mau về đi. Anh cũng mau về đi. Được. Anh rể về nha. Đi thôi. Mẹ à, đưa tiền cho con đi mà. Được rồi, mẹ nấu cơm. Mẹ cũng đâu thể nhìn nhà họ Lâm tuyệt tử chứ. Kiếm được tiền con nhất định trả cho mẹ mà. Chờ tiền của con thì mẹ chết đói lâu rồi. Không có đâu. Con coi làm gì có đàn ông trưởng thành nào có lẻo đẻo theo sau mẹ đòi tiền chứ. Thiệt là quá mất mặt. Mẹ đưa tiền cho con đi, mẹ đừng cắt nữa mà. Buông dao ra cho mẹ làm. Đưa tiền cho con. Mẹ nuôi con lớn đủ rồi, làm như mẹ thiếu tiền con vậy. Phiền phức. Con còn thấy phiền bản thân mình hơn đó, được chưa? Làm sao đây? Màu nào muốn kết hôn mà không có tiền? Dù tụi con kết hôn bụi cũng cần có tiền chứ. Mẹ có nhiều đó rồi, giờ đưa con sau này tính sao?
đưa con rồi thì không có sau này nữa. Đâu có nói còn lần sau, con chỉ kết hôn có lần này thôi, cho con đi. Mẹ nói con biết, lần sau mà con còn đòi, mẹ chém con. Cho con đi. Giờ ở đâu mà cho con? Mẹ đang nấu ăn. Mẹ đưa con đi. Chờ con cưới rồi mẹ đưa. Mẹ nói phải giữ lời. Mẹ gạt con hồi nào? Thiệt tình. Mẹ đừng nhúc nhích. Mẹ coi, mẹ có tóc bạc rồi nè. Bớt bớt đi. Để con coi bên này. Con có thể nên người chút không, Lâm Cường, đi tìm việc làm, tự kiếm tiền. Mẹ đừng quên chuyện đã hứa, tới khi đó nhớ đưa con. Con vào phòng trước đây. Đi tìm việc đi. Tới đây, để vào giữa, thơm quá. Mau ăn đi. Đinh Vĩ về rồi, con ăn chưa? Mau qua cùng ăn đi. Sao chỉ có hai người? Chị dâu con đâu? Chị dâu. Chị dâu. Chị dâu, chị dâu. Chị biết có chị dâu anh. Đi tìm anh hai anh rồi. Nhã Lệ, con nói chuyện kiểu gì vậy? Khi nãy còn nói còn cười, sao giờ lại biến thành dáng vẻ này? Đinh Vĩ quan tâm người nhà là chuyện nên làm mà. Quan tâm cũng có mức độ thôi. Sao con nghe anh ấy gọi chị dâu giống như gọi vợ vậy? Nhã Lệ, cô bị điên hả? Cô biến thái phải không? Anh hung dữ gì chứ? Cô ăn nói đàng hoàng sao? Cũng chỉ có cô nghĩ vậy. Hôm nay tôi tới công ty anh, nhưng anh không thấy thôi. Chị dâu ngồi trên ghế của anh, xoay tới xoay lui, làm như bản thân là chủ vậy. Tôi muốn coi sổ sách cũng không cho. Thật buồn cười. Dựa vào đâu đòi coi sổ sách? Có tư cách gì? Tôi cứ muốn coi. Hai đứa đừng cãi nữa mà. Sao hễ gặp nhau là cãi? Cô ta rõ ràng là biến thái mà. Anh mới biến thái. Đừng cãi nữa. Đúng là bị điên mà. Đinh Vĩ, con đừng giận. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Đừng giận nha. Không cần đâu. Cảm ơn dì. Con ăn rồi. Dì Út, trong thẻ này có 100.000. Cũng chỉ có bao nhiêu đây. Con cố hết sức rồi. Dì lấy số tiền này đem trả tiền thuê nhà đi. Con chuẩn bị xong rồi hả? Dì không nghĩ nhanh vậy. Dì thấy ngại quá. Dì đừng khách sáo. Con nói rồi, chuyện con có thể giải quyết được, chắc chắn con sẽ giúp đỡ. Vậy dì nhận số tiền này trước. Chờ khi kiếm được tiền rồi, nhất định trả lại con sớm nhất. Tính sao đi? Đúng rồi, về mật mã là sinh nhật của Nhã Lệ. Dì nhớ mật mã nha. Con coi Đinh Vĩ tốt với con cỡ nào. Mật mã cũng còn xài sinh nhật của con. Có gì tốt chứ? Sao con không cảm nhận được? Tốt thì có thể ly hôn sao? Mật mã thôi thì có là gì? Con còn sinh con gái cho anh ấy còn gì? Nhã Lệ, con đừng nói năng quá đáng nha. Không biết tốt xấu. Dì Út, con thật lòng hy vọng cửa hàng thời trang của hai người có thể làm ăn thuận lợi, buôn bán ngày càng phát đạt. Vì dù sao thì Nhã Lệ cũng không có việc làm. Nguồn kinh tế đúng là có vấn đề. Những vấn đề này con đã suy nghĩ rồi. Dẫn câu nói đó. Chuyện gì có thể giúp, Đinh Vĩ này nhất định sẽ giúp. Điểm này thì cô cứ yên tâm. Nhã Lệ, con coi Đinh Vĩ tốt với con cỡ nào. Tới giờ mọi thứ vẫn suy nghĩ cho con. Anh ấy suy nghĩ cho con cũng không kém mà. Khi đó tụi con ly hôn, anh ấy sắp phá sản. Con không đòi hỏi gì, ra đi tay trắng mà. Chúng ta nói ngắn gọn thôi. Cô xem thử khi nào, hay là ngày mai chuyển quyền sở hữu căn nhà này, đổi tên người sở hữu căn nhà này thành tên một mình tôi. Cô thấy được không? Không thể được. Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi, căn nhà này tôi sẽ không chia đâu. Anh đừng nằm mơ. Cô có ý gì? Dì Út, dì chưa nói với cô ấy sao? Có nói rồi. Được rồi. Tóm lại mọi người đều ở đây rồi, đúng không? Vậy thì nói thẳng luôn. Là thế này. Cô ra cái giá đi. Cô xem căn nhà này đáng giá bao nhiêu tiền. Cứ ra giá. Nếu đủ tiền tôi sẽ đem tiền ra. Không đủ tiền cô cũng đừng lo. Tôi nhất định viết giấy nợ cho cô. Viết tên Đinh Vĩ tôi lên trên đó. Tới khi có tiền tôi nhất định trả cho cô. Bởi vì thật sự chuyện này kéo dài lâu quá rồi. Tôi không muốn cái gì chuyện này mà dây dưa tới lui. Cô khiến mọi người khó chịu tới mức không làm được chuyện gì. Ý tôi chính là như vậy. Anh coi thế này đi được không?